Chào mừng quý anh chị đã quay trở lại với series review các mẫu xe. Và ngày hôm nay em tiếp tục lên cho các anh chị một mẫu xe đạp địa hình đến từ nhà Lion với tên gọi Lion ISX. Đây là một mẫu xe với thiết kế trẻ trung, năng động, phù hợp với các bạn học sinh, sinh viên, dân văn phòng, đi làm, đi học, đi chơi đều được. Và trong video ngày hôm nay hãy cùng em review chi tiết chiếc xe đạp này. Xe đạp địa hình Lion ISX với khung sườn làm từ hợp kim thép vô cùng cứng cáp và chắc chắn với độ chịu tải lớn. Cùng với đó, thiết kế gọn gàng với dây cáp điêm khung, các khớp nối tỉ mỉ và mịn màng, đảm bảo độ bền trong thời gian sử dụng. Hầu hết các sản phẩm của Lion đều được tráng lớp sơn tĩnh điện với công nghệ cao cấp, bảo vệ xe khỏi trầy xước. Về phần đầu xe, ghi đông được thiết kế ngang tạo điều kiện thuận lợi để di chuyển nhanh. Xe trang bị fuộc giảm xóc đảm bảo xe hoạt động mượt mà trên những đường gồ ghề, dốc đá, đồng thời mang lại sự dễ dàng cho người lái mà vẫn đảm bảo an toàn tối đa. Tiếp đó, phanh xe sử dụng là phanh đĩa cơ, một loại phanh mạnh mẽ và đáng tin cậy, mang đến hiệu suất phanh tốt và khả năng kiểm soát trên mọi điều kiện thời tiết và địa hình. Và không dừng lại ở thiết kế, Lion ISX cũng được trang bị bộ chuyển động chính hãng của Shimano với tay đề số Shimano EF500 3x7 tốc độ, gạt đĩa Shimano TZ500, gạt líp cũng Shimano TZ500, mang lại sự ổn định và êm ái trên mọi địa hình. Đặc biệt, đùi đĩa Lion với thiết kế chắc chắn và bền bỉ, nhờ có bộ chuyển động mạnh mẽ này mà khả năng vượt qua mọi địa hình với nhiều tốc độ khác nhau một cách dễ dàng. Và để có một trải nghiệm đầy êm ái là một cặp lốp thể thao to và nhiều gai CST 26x1.95. Với thiết kế trẻ trung, năng động cùng bộ chuyển động uy lực của Shimano thì Lion ISX chắc chắn sẽ đáp ứng đủ nhu cầu của các bạn trẻ yêu thích thách thức và đam mê tốc độ. Anh chị nghĩ sao? Nếu anh chị thích, hãy để lại một like, một subscribe. Và nếu có thắc mắc, hãy để lại dưới phần bình luận và xem thông tin chi tiết ở trên phần mô tả. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại!